Xin chào tất cả các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Thu Hà. Hôm nay thì cô rất vui được đồng hành của các em trong bộ sách tiếng Anh lớp 8 mới Global Success. Ok, như các em đã biết thì chương trình sách giáo khoa lớp 8 là một chương trình rất là quan trọng, đúng không nào? Đóng vai trò tiền đề cho chương trình lớp 9 và sau đấy sẽ là thi vào cấp 3. Nếu các em nắm vững được chương trình lớp 8 thì các em sẽ có thể rất là dễ dàng tiếp thu kiến thức lớp 9 này và sẽ làm cho quá trình ôn thi của các em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy là lý do các em nên tham gia vào khóa học tiếng Anh lớp 8 của tuyển sinh 247. Vậy bởi vì ở trong khóa học này các em sẽ được giảng dạy kỹ lưỡng toàn bộ chương trình sách giáo khoa lớp 8 và các em cũng sẽ được giải thích toàn bộ những từ vựng này, ngữ pháp này liên quan đến chương trình và cũng như phát triển toàn bộ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bây giờ cô mời các em thì nhìn lên slide để có thể xem là ở trong khóa học này mình sẽ được học những gì nhé. Ok, ở đây các em thì nhìn thấy hình ảnh của bộ sách giáo khoa tiếng Anh 8 của nhà xuất bản Giáo dục, đúng không nào? Kết hợp với nhà xuất bản Pearson. Ở đây bộ sách này còn có tên là Global Success, gồm có 3 quyển, đúng không nào? Dành cho học sinh này, giáo viên này và một quyển bài tập. Ok. Rồi, vậy khi tham gia khóa học này, các em sẽ được học toàn bộ 12 unit của lớp 8 thông qua những bài giảng rất thú vị với cô. Ok. Đầu tiên là mình sẽ có kỳ 1, đúng không nào? Với 6 unit, từ unit 1 đến unit 6, gồm có 6 chủ đề hết sức là thú vị. Next one, vào kỳ số 2, second term, thì mình sẽ có 6 unit, từ unit 7 đến unit 12, cũng là những bài học hết sức là thú vị. Ok, về những chủ đề rất gần gũi cuộc sống các em. Ở mỗi unit thì cô sẽ chia ra làm 6 lessons. Rồi, ở lesson 1 thì mình sẽ học về Getting Started. Ở trong phần này thì các em sẽ được học về những cái cuộc hội thoại này liên quan đến chủ đề này và có những cái nhìn chung nhất về từ vựng này, ngữ pháp. Các em sẽ học trong bài 1 nhé, trong một unit. Rồi, ở trong lesson 2 thì các em sẽ được học về A Closer Look 1. Phần này sẽ tập trung vào vocabulary and pronunciation. Cô sẽ giải thích rất kỹ cho các em về phần từ vựng này và hướng dẫn các em cách phát âm, đưa cho các em những cái bài tập thú vị về vocabulary và pronunciation để các em luyện tập. Ok. Rồi vào phần số 3, ở trong lesson số 3 thì mình sẽ học về grammar. Như cô biết thì cái phần grammar này là phần rất quan trọng phục vụ cho lớp 9 và ôn thi cấp 3, đúng không nào? Nếu các em nắm vững được phần ngữ pháp trong lớp 8 thì lên lớp 9 các em sẽ nhàn hơn rất nhiều. Ở phần này cô sẽ giải thích rất kỹ cho các em về ngữ pháp của bài này và đưa cho các em những cái bài tập để luyện tập về ngữ pháp để các em hiểu sâu hơn về ngữ pháp. Ok. Rồi chuyển qua lesson 4. Trong bài này mình sẽ học về communication, tức là các em sẽ vận dụng những kiến thức các em đã học vào những cái cuộc hội thoại trong cuộc sống của các em. Cô sẽ đưa ra một số những cái ví dụ để các em có thể thấy được trong cái phần communication này các em thể sử dụng những cái cấu trúc câu như thế nào trong đời sống hàng ngày. Rồi, trong lesson 5 thì các em sẽ học về skill 1, tập trung vào 2 skill là reading và speaking, tức là đọc và nói, đúng không nào? Ở lesson 6 thì các em sẽ tập trung vào 2 kỹ năng listening and writing, right? And lesson 7, các em sẽ học về phần looking back and project. Các em có thể thấy looking back tức là gì nhỉ? Là nhìn lại toàn bộ những kiến thức đã học từ lesson 1 đến lesson 6, đúng không nào? Ở trong bài này thì các em sẽ được cung cấp những cái bài tập này, những cái kiến thức tổng hợp liên quan đến toàn bộ phần ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng mà các em đã học từ từ lesson 1 đến lesson 6 nhé. Rồi, ở phần project, dự án, đúng nào, thì cô cũng sẽ cung cấp cho em các mẫu dự án để các em có thể áp dụng và làm bài nhé. Next one, lesson 8. Khi tham gia vào khóa học của tuyển sinh 247, ngoài những bài học theo sách giáo khoa ra thì cô cũng sẽ cung cấp cho các em một unit test sau mỗi unit nhé. Rồi, sau khi làm xong unit test này, các em sẽ cảm thấy mình nắm vững kiến thức hơn này, để mình có thể biết được là mình phần trăm mình nắm kiến thức đến đâu, đúng không nào? Để sau đấy mình có thể có hướng ôn tập lại cho hiệu quả, đúng không? Next one. Ok, ngoài những cái chương trình trong sách giáo khoa thì các em cũng sẽ được cung cấp và chữa những đề ôn tập giữa kỳ và cuối kỳ. Cái phần chữa đề này cũng sẽ được cô tự soạn này và chữa rất là kỹ cho các em, để các em có thể nắm vững được những cái phần ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng các em cần phải làm trong phần bài giữa kỳ và cuối kỳ ở trên lớp. Cô thấy phần này rất là bổ ích cho các em. Ok. Rồi, ngoài ra thì các em có thể vừa được học vừa được chơi, đúng không nào? Các em có thể tham gia vào những cái trò chơi tương tác với cô, như là word order hay là bingo. Ở đây cô đã show. Ok. Rồi, ngoài ra thì các giáo viên của tuyển sinh 247 luôn luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc của các em trên trang tuyển sinh 247. Khi có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến bài học, các em có thể comment trực tiếp vào phần comment box ở phía dưới. Rồi sau đấy các cô sẽ trả lời các em trong thời gian ngắn nhất nhé. Rồi, với những cái lợi ích vừa rồi thì cô nghĩ là các em nên đăng ký một khóa học, đúng không nào? Sau khi đăng ký khóa học này với cô thì cô tin chắc rằng các em sẽ nắm vững được kiến thức của tiếng Anh lớp 8, và đó cũng sẽ là hành trang để các em có thể bước vào lớp 9 này, và sau đấy các em sẽ ôn thi cấp 3 một cách rất dễ dàng. Ok, vậy mình sẽ nhanh tay đăng ký cho cô nhé.